Thưa quý vị, thưa các bạn, cùng với nỗ lực của các địa phương trong xây dựng sản phẩm OCOP đạt chuẩn thuộc chương trình mỗi xã một sản phẩm, nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Công Thương thời gian tới là kết nối các sản phẩm này vào những điểm bán, từ đó tìm đầu ra ổn định. Cả nước hiện có 12 tỉnh: Quảng Ninh, Bắc Cạn, Quảng Nam, Lào Cai, Bến Tre, Nam Định, Thái Nguyên, Hà Tĩnh, Bình Định, Sóc Trăng, Hòa Bình, Hà Giang đã tổ chức đánh giá, phân hạng và có quyết định công nhận cho 604 sản phẩm OCOP. Song song với việc tạo ra sản phẩm, các địa phương đặt mục tiêu xây dựng ngày càng nhiều điểm phân phối để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ra thị trường. Chương trình OCOP đã được thực hiện ở hầu hết các địa phương trên cả nước, tạo ra hàng nghìn sản phẩm hàng hóa đa dạng, trong đó có nhiều sản phẩm được xếp hạng 4 sao, 5 sao. Mặc dù vậy, nhiều sản phẩm OCOP có chất lượng chỉ được biết đến ở địa phương, chưa được tiêu thụ rộng rãi trong cả nước và thu hút sự quan tâm của du khách nước ngoài. Nút thắt lớn nhất hiện nay là vấn đề liên kết với nhà phân phối để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Để góp phần thúc đẩy chương trình OCOP, Bộ Công Thương đã và đang đẩy mạnh 4 hoạt động. Đầu tiên là xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, kích cầu tiêu dùng sản phẩm OCOP. Trong các chương trình xúc tiến thương mại, việc kích cầu tiêu dùng sản phẩm OCOP xuất hiện ở nhiều hoạt động khác nhau như lồng ghép vào cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, hỗ trợ tham gia hội chợ triển lãm thương mại, tham gia các hội nghị kết nối cung cầu quy mô vùng và quốc gia, chương trình đưa hàng Việt vào hệ thống phân phối nước ngoài. Tiếp đến là hỗ trợ xây dựng điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP. Triển khai hoạt động này, Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan và các địa phương nghiên cứu, khảo sát, xây dựng, ban hành tiêu chí nguồn điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP. Đây đã trở thành nơi cung cấp hàng hóa phong phú, đa dạng, đáp ứng các nhu cầu về những sản phẩm hàng hóa chất lượng. Trong năm 2019, đã có 12 địa phương được Bộ Công Thương lựa chọn hỗ trợ xây dựng điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP. Chúng tôi nghĩ rằng là có cái sự thuận lợi về việc là hàng hóa này đang hấp dẫn thị trường trong nước cũng như là quốc tế. Thêm vào đó nữa thì lại đang được sự quan tâm rất lớn của các chính quyền các địa phương, của các bộ ban ngành mà mang tất cả những cái chuyên gia giỏi nhất về thị trường cũng như là về thiết kế bao bì sản phẩm và xây dựng được những câu chuyện cho sản phẩm OCOP để hỗ trợ cho những cái doanh nghiệp sản xuất, họ sản xuất ra được những sản phẩm hàng hóa đạt chuẩn của Việt Nam cũng như là xuất khẩu toàn cầu, và đồng thời là có những chương trình gọi là cộng hưởng cho việc truyền thông cũng như là kết nối, hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa, không chỉ bằng hội chợ, không chỉ bằng những cái quầy hàng giới thiệu sản phẩm hàng hóa mà còn đưa vào để tổ chức những cái điểm bán hàng cố định bền vững ở những cái hệ thống siêu thị lớn như MM Mega Market, Bixi, Sài Gòn Co-op, Aeon vân vân. Địa phương thì đã hỗ trợ cho doanh nghiệp rất nhiều, như là về có thể đưa hỗ trợ về thứ nhất là về kinh tế và chi phí để tham gia các hội gian hàng hội chợ của để kết nối cung cầu của các hội chợ OCOP của các tỉnh như là và các thành phố lớn như là Hà Nội hoặc là những tỉnh Nam Định, Lào Cai. Công ty chúng tôi là được tỉnh Đắk Nông đã cho vào hạng hàng OCOP 3 sao của tỉnh Đắk Nông và mong muốn chúng tôi đến với thủ đô Hà Nội hội chợ lần này là chúng tôi muốn để đem đến cho người tiêu dùng những sản phẩm sạch và tốt cho sức khỏe và để công ty chúng tôi càng ngày càng phát triển lên 4 sao, 5 sao. Đó là điều mong muốn. Hiện tại thì tôi đang ký hợp đồng với 5 cái chỗ cửa hàng nông nghiệp sạch ở Hà Nội, ở thành phố Hồ Chí Minh và ở Buôn Ma Thuột để cung ứng sản phẩm, giới thiệu sản phẩm OCOP của Hà Tĩnh cũng như một số sản phẩm ngoài nông nghiệp tiêu biểu của các địa phương khác ngoài tỉnh đi cả các cái điểm đó để cung ứng và giới thiệu sản phẩm, tiêu thụ sản phẩm. Đây là một cái cơ hội rất tốt để cho các nhà sản xuất chúng tôi có cơ hội để giới thiệu tới người tiêu dùng những cái sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế của tỉnh Ninh Bình đối với người tiêu dùng Hà Nội và người tiêu dùng cả nước. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng đang đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá, xây dựng hình ảnh thương hiệu nhằm đẩy mạnh tiêu thụ, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, sản phẩm công nghiệp nông thôn, phát triển làng nghề, cải thiện và nâng cao đời sống cho bà con nông dân. Theo Bộ Công Thương, thông qua các hoạt động kết nối, nhiều sản phẩm OCOP có chất lượng cao không chỉ tiêu thụ ở địa phương mà còn được tiêu thụ tại các chuỗi siêu thị, kênh phân phối nước ngoài. Việc này giúp gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn, thúc đẩy nâng cao thương hiệu, đặc sản địa phương, đồng thời tạo chuỗi liên kết bền vững giúp nâng cao giá trị cho người sản xuất, sản phẩm có chất lượng an toàn.